Thường chân chánh khen ngợi pháp viên mãn năm loại mắt, sáu phép thần thông, hoan hỷ tán thán người viên mãn năm loại mắt, sáu phép thần thông. Phải tự viên mãn 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Cũng khuyên người khác viên mãn 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Thường chân chánh khen ngợi pháp viên mãn 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Hoan hỷ tán thán người viên mãn 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Phải tự viên mãn đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Cũng khuyên người khác viên mãn đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Thường chân chánh khen ngợi pháp viên mãn đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Hoan hỷ tán thán người viên mãn đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Phải tự viên mãn 32 tướng 80 vẻ đẹp. Cùng khuyên người khác viên mãn 32 tướng 80 vẻ đẹp. Thường chân chánh khen ngợi pháp viên mãn 32 tướng 80 vẻ đẹp. Hoan hỷ tán thán người viên mãn 32 tướng 80 vẻ đẹp. Phải tự viên mãn pháp không quên mất tánh luôn luôn xả. Cũng khuyên người khác viên mãn pháp không quên mất tánh luôn luôn xả. Thường chân chánh khen ngợi pháp viên mãn pháp không quên mất tánh luôn luôn xả. Hoan hỷ tán thán người viên mãn pháp không quên mất tánh luôn luôn xả. Phải tự quán thuận nghịch 12 chi duyên khởi. Cũng khuyên người khác quán thuận nghịch 12 chi duyên khởi. Thường chân chánh khen ngợi pháp quán thuận nghịch 12 chi duyên khởi. Hoan hỷ khen người quán thuận nghịch 12 chi duyên khởi. Phải tự biết khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo. Cũng khuyên người khác biết khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo. Thường chân chánh khen ngợi pháp biết khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo. Hoan hỷ tán thán người biết khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo. Phải tự khởi trí chứng quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, mà chẳng chứng đắc quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề thật tế. Cũng khuyên người khác khởi trí chứng quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, và chứng đắc quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề thật tế. Thường chân chánh khen ngợi pháp khởi trí chứng quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, và pháp chứng đắc quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề thật tế. Hoan hỷ tán thán người khởi trí chứng quả dự lưu cho đến độc giác tu bồ đề, và chứng đắc quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề thật tế. Phải tự vào ngôi vị chánh tánh ly sanh của bồ tát. Cũng khuyên người khác vào ngôi vị chánh tánh ly sanh của bồ tát. Thường chân chánh khen ngợi pháp vào ngôi vị chánh tánh ly sanh của bồ tát. Hoan hỷ tán thán người đã vào ngôi vị chánh tánh ly sanh của bồ tát. Hết quyển thứ 513.